Xin chào anh em, quý khách hàng của các bạn tiếp tục trở lại với kênh bán xe tải cũ của mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý khách hàng của các bạn nhiều sức khỏe, có nhiều công trong việc như cuộc sống. Thì ngày hôm nay mình có một em Isuzu D208 phiên bản 5 tấn 1, thùng dài 5m920, phiên bản thùng kính có 10 lớp gió khá là xịn sò như này. Xe nguyên zin nguyên bản toàn bộ nha anh em, từ máy móc cabin sexy thùng bọng. Thì xe này niên hạn sử dụng đến 2033. Đấy, 5 tấn 1, thùng dài 5m920, chiều ngang của cái thùng là 2m70 và chiều cao là 2m2, chiều cao là 2m2 anh em. Chiều ngang là 2m170, chiều dài là 5m920. Ghế ba chỗ ngồi bọc da rất là sang trọng, cabin rất là đẹp, rất là liền lạc luôn. Vô lăng có trợ lực rất là nhẹ nhàng, cabin rất là đẹp và sạch sẽ. Đấy, Isuzu có máy lạnh mát rượu yêu, hộp số của nó là 6 số tiếng một số lùi, máy im ru, máy lạnh teo luôn em. Xe đi được khoảng 353.000 km cũng tương đối thôi, đời sau 2008 mà đi như vậy thì cũng tương đối nè. Con xe này bên mình đang dự kiến chào bán cho anh em quý khách hàng của các bạn với mức giá là 375 triệu, phiên bản thùng kính xịn sò như thế này, là một lớp hồn inox rất là dày, khung sexy, bao dày bao cứng không một mọt luôn, máy móc im ru luôn. Nói chung một cái xe mình cảm thấy rất là đẹp cho anh em quý hàng có suy nghĩ đầu tư đó. Đà ngang đà dọc của cái khung sexy cứng khừ luôn anh em, nói chung là sàn thùng sắt lớp ngoài bằng inox rất là dày và cứng cáp như thế này. Nếu anh em với cái mẫu xe tải Isuzu mà 5 tấn như thế này cứ liên hệ trực tiếp với mình, hoặc anh em xem xe cho mình lấy thử D208 nha, rất là xịn sò luôn. Thùng có cửa hông, hai cửa phía sau dạng container, rất là cứng cáp luôn. Đấy, nói chung là mọi thứ trên xe mình cảm thấy rất là tương đối tuyệt vời cho anh em quý khách hàng hãy suy nghĩ đầu tư một xe tải như thế này. Sàn thùng sàn sắt thôi, khung xương sắt hợp, rất là dày và cứng cáp. Như anh em biết cái mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp mình hoặc cái này xem xe cho nhiều mà lấy thử, nếu cảm thấy phù hợp thì có thể đem nó về phục vụ được kinh doanh bằng đáy mình chuyển hóa của anh em quý hàng của các bạn. Siêu phẩm đến từ Nhật Bản, Isuzu 5 tấn 1, rất là xịn sò như thế này. Đấy, D208 nha anh em, cầu cũng rất là lớn, vỏ lớp với đường kính mâm của nó cũng, xe này là vỏ lớn, vỏ 8.25 anh em. Đó, xe rất là liền lạc luôn, 150 mã lực. Đó, động cơ cũng rất là lớn, cùng đầu đứng rất là dày và cứng cáp như này, lưới đá nhiệt rất là rộng. Isuzu khối động cơ với tích xy lanh của nó là 5.1 lít, động cơ Isuzu máy lớn, công suất đạt 110 kW, thường của hàng 6 máy dầu, máy im ru luôn, chạy rất là sướng luôn này. Như anh em biết cái mẫu xe này là máy điện rồi, thì cứ liên hệ trực tiếp mình hoặc đến đây xem xe để người mà lấy thử, nếu cảm thấy phù hợp thì khởi đi nói về phụ vụ đức nhân mình đảm chuyên hóa của anh em với hàng của bạn. 375 triệu ra đi Isuzu 5 tấn 1, thùng dài 5m9, là 208, xịn sò như này. Cảm ơn anh em quý hàng các bạn đã theo dõi cái video này. Xin chào hẹn gặp lại anh em quý hàng các bạn trong những video báo giá tiếp theo của mình.